kiến nghị xem xét cách ly một khu dân cư, tạm đóng cửa một trường học. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dân Trí. Liên quan đến người bán hàng rong tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu kiến nghị tỉnh xem xét việc cách ly một khu dân cư và cho một trường tạm nghỉ học. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Bạc Liêu có báo cáo cho biết, đến nay đã tiến hành cách ly tập trung 4 người có tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Trong đó có gia đình người đàn ông bán hàng rong tên V, 3 người và một người đàn ông nhậu chung với ông V, tất cả cùng ngụ khóm 5, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Cơ quan chức năng cũng lấy mẫu của 4 người này gửi những nơi xét nghiệm có kết quả nhanh nhất để có phương án xử lý kịp thời nếu dương tính. Theo xác minh ban đầu, chiều ngày 16 tháng 5, ông V, nhà ở khu xóm Huế, phía sau Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, là người bán hàng rong, có đi ngang khu vực cách ly của Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Lúc này, ông T, một bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại bệnh viện, kêu mua một ly nước uống. Sau đó, ông T nhờ ông V mua thêm mấy gói thuốc lá. Ông V và cháu Y, con của ông V, đi mua thuốc lá và sau đó, ông V trực tiếp đưa thuốc lá cho ông T. Qua xác minh bước đầu, ông V có tiếp xúc với vợ và con. Ông V có nhậu chung với người gần nhà tên H. Ông H cũng có tiếp xúc với vợ, con của mình. Ngoài ra, thời gian từ ngày 16 đến 19 tháng 5, ông V có đi bán hàng rong, chưa biết tiếp xúc với những ai. Riêng sáng ngày 19 tháng 5, ông V có chở vợ đi ra một quán mua đồ ăn sáng, chưa rõ tiếp xúc với ai ở quán. Ban chỉ đạo COVID-19 thành phố Bạc Liêu đã đề nghị ngành y tế tiến hành phun thuốc sát khuẩn toàn bộ khu vực Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, khu xóm Huế và trường tiểu học Kim Đồng, nơi con ông V học. Đề nghị Công an thành phố Bạc Liêu, Trung tâm Y tế thành phố Bạc Liêu ra soát những ai tiếp xúc với gia đình ông V và gia đình ông H để lập danh sách theo dõi, cách ly tại nhà theo hướng dẫn. Kiến nghị Ban chỉ đạo COVID-19 tỉnh Bạc Liêu xem xét cho học sinh trường tiểu học Kim Đồng nghỉ học đến ngày 24 tháng 5. Khi có kết quả xét nghiệm thì tiếp tục thực hiện theo quy định. Xem xét có cần cách ly cục bộ, khu dân cư xóm Huế hay không. Trao đổi với phóng viên Dân Trí, chiều ngày 21 tháng 5, một lãnh đạo phòng giáo dục thành phố Bạc Liêu cho biết, việc có cho học sinh trường tiểu học Kim Đồng nghỉ hay không vẫn đang chờ chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hãy nhanh tay đăng ký và bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ kênh YouTube Dân Trí các bạn nhé!